là không nâng cấp cái phần nền mà để cái phần gạch luôn như thế này. Vì dù sao đi nữa thì nước dù mưa có lớn cỡ nào đó, nó sẽ không tràn được vào ngôi nhà này. Và trong cái ngôi nhà này á, mình thấy cái phần đẹp nhất là cái phần gạch. Ở ngoài kia cũng còn khá là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nếu như mình dỡ gạch lên thì nó rất là phung phí. Tại vì theo chia sẻ của anh Hợp Thợ Hồ, anh nói là nếu như mà làm cái phần này khoảng nhiêu anh Hợp? Khoảng 20 triệu đồng. Mà trước đó là đã làm 5 triệu đồng nữa, là có nghĩa là khoảng 25 triệu đồng. Tính theo tiền Mỹ thì khoảng hơn 1.000 đô. Đó là một số tiền là cả một gia tài đối với những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, để bữa nào để mà dẫn bà lên chợ ăn dĩa cơm nhà hàng. Ồ, có tiền không ăn dĩa cơm nhà hàng? Đâu có dĩa cơm, có nhiêu đâu rồi. Hả? Dòng dĩa cơm đâu có đáng giá. 50. Dạ. 500. Dạ, đưa bà 100 ngàn bà ăn dĩa cơm cái no. Cô bà mình ơi, xong, hay không? Hay giờ hát hay không? Vô tay lên anh kìa. Dạ, chị hát về con chim gì vậy? Qua tuần chim tí. Con chim quay. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại Một Đồng cũng như là Út Đồng Tháp đang có mặt tại nhà anh Tú, là em ruột của Út Nhất. Trong thời gian xây nhà của Út Nhất á, thì đồng hành với Bùi Hồ đó là anh Vũ và anh Hợp Thợ Sắt. Cũng một thời gian khoảng gần một tháng sau những việc cắt nhà nè và những cái biến cố ập đến nhà Út Nhất á, thì và quay về cái hoàn cảnh của anh Tú á, thì rất là nhiều cô bác quý anh chị mạnh thường quân á có yêu cầu các anh em á, là lên nhà anh Tú để mà quay tìm hiểu, để mà có một cái phương hướng giúp đỡ. Tuy nhiên trong thời gian đó thì các anh em cũng khá là bận rộn, và ngày hôm nay mọi chuyện nó gần như là trở về cái cuộc sống hàng ngày á, thì các anh em có mặt tại nhà anh Tú mục đích thứ nhất á, là để hỗ trợ cho nhà bên vợ anh Tú có một cái ngôi nhà mới. Và cái phần này á, được hỗ trợ từ chị Tửng là một mạnh thường quân ở châu Phi, hỗ trợ gần như là hoàn toàn ngôi nhà từ kênh Út Đồng Tháp. Sở dĩ Bùi Hồ đứng đây á mà chia sẻ với cô bác quý anh chị á, tại vì Út Đồng Tháp là một kênh mới, thành ở việc xây nhà có những cái lắp dắp, nên Bùi Hồ cùng nhau hỗ trợ với anh em để có thể chia sẻ những cái hạng mục của ngôi nhà của anh Tú cho cô bác quý anh chị. Cũng như trước đó thì rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng như là tất cả mạnh thường quân và khán thính giả khen rằng á, anh Hợp và anh Vũ là những người thợ có tâm. Cũng vì vậy mà hơn ngày hôm nay á, thì từ kênh Út Đồng Tháp thì Bùi Hồ cũng có mời được anh Hợp với lại anh Vũ để mà tiếp tục thực hiện làm mới, gọi là làm mới cái ngôi nhà của anh Tú nha cô bác quý anh chị. Cũng trong cái thời gian mà dự định làm mới ngôi nhà thì các anh em cũng đã có thống nhất và cũng đã có sự trao đổi trực tiếp với mạnh thường quân là chị Tấn từ kênh Út Đồng Tháp. Hiện nay ngôi nhà này á, thì nếu như mà mình nói gọi là cất mới á, thì gọi là chưa phải gọi là cất mới, tại vì ngôi nhà này hiện nay vẫn còn sử dụng được. Tuy nhiên trong thời gian lâu dài á, ngôi nhà này có thể xuống cấp, và với những người mà bị bệnh ở trong ngôi nhà thì không làm gì để có tiền hỗ trợ. Được chị Tửng hỗ trợ thì Bùi Hồ cùng với các anh lên đây để mà khảo sát công trình cũng như là cho các anh thợ ứng cái số tiền để mà mua vật tư để mà tiến hành làm những cái hạng mục ở trong ngôi nhà. Và hạng mục đó là gì á, thì Bùi Hồ cùng mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là Hoàng Vũ vào bên trong ha. Út Đồng Tháp có trao đổi với chị Tửng rằng sẽ làm lại ngôi nhà, nâng cấp cái phần nền lên. Tuy nhiên qua khảo sát thực tế á, thì mặc dù á, là cái phần nền nhà có thấp hơn so với cái phần mặt đường, nhưng cái phần gạch được lót đa số là gạch men với một số tiền khá là lớn, khoảng 6 triệu đồng đối với một gia đình khó khăn. Và các anh em cũng như các anh thợ đã có thống nhất lại rằng là không nâng cấp cái phần nền mà để cái phần gạch luôn như thế này. Vì dù sao đi nữa thì nước dù mưa có lớn cỡ nào đó, nó sẽ không tràn được vào ngôi nhà này. Và trong cái ngôi nhà này á, mình thấy cái phần đẹp nhất là cái phần gạch. Ở ngoài kia cũng còn khá là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nếu như mình dỡ gạch lên thì nó rất là phung phí. Tại vì theo chia sẻ của anh Hợp Thợ Hồ, anh nói là nếu như mà làm cái phần này khoảng nhiêu anh Hợp? Khoảng 20 triệu đồng. Mà trước đó là đã làm 5 triệu đồng nữa, là có nghĩa là khoảng 25 triệu đồng. Tính theo tiền Mỹ thì khoảng hơn 1.000 đô. Đó là một số tiền là cả một gia tài đối với những hoàn cảnh khó khăn. Và các anh em sẽ thống nhất lại rằng là sẽ không làm cái phần nâng cấp cái phần gạch này lên, và sẽ làm những cái hạng mục khác. Thì trong cái những cái hạng mục làm thì Bùi Hồ chia ra làm hai phần, của anh Hợp Thợ Sắt và anh Hợp Thợ Hồ và anh Vũ Thợ Sắt.
ở cái phần ngôi nhà này á, thì mình sẽ làm cho ngôi nhà mát lại, sáng hơn và kín đáo hơn. Và làm mát lại á, thì anh Hợp sẽ làm cái phần la phong này nè cô bác anh chị. Sẽ, tại vì đa số đây là một cái ngôi nhà được nhà nước cắt hỗ trợ, nên cái phần này nó vẫn còn khá là thấp. Thứ nhất á, là nâng cái mái này lên cao một tí xíu. Thứ hai là sẽ đóng la phong. Thì cái phần la phong anh Hợp lãnh là 7.410.000 đồng cho bao nhiêu mét vuông ha anh ha? 57 mét vuông. Mỗi một mét vuông là 130.000 đồng. Tổng cộng phần la phong là 7.410.000 đồng. Đây là Bùi Hồ chỉ nói thay cho kênh Út Đồng Tháp, chứ toàn bộ ngôi nhà này Út Đồng Tháp và chị Tẩn ở Châu Phi hỗ trợ nha cô bác anh chị. Phần B làm cái ngôi nhà này đã làm đóng la phong thì sẽ đi luôn cái phần B. B là 5.000.000 đồng. Cái phần B làm cho cái phần này nè. Thứ nhất á, B nó có hai tác dụng, một là chống ẩm, hai là nó bảo vệ, nó làm cho ngôi nhà mình nó sáng hơn. Là B là anh Hợp là lãnh là 5.000.000. Tiền điện anh sẽ đi hết toàn bộ điện ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì rất là nhiều người và ở coi như là chưa có chủ động được về cái tinh thần á, nên điện nó đi vẫn còn khá là sập sệ. Và anh Hợp sẽ đi lại theo phần nhà giống như nhà tốt nhất ha. Là phần điện là 2.000.000 đồng, bao gồm cái phần đèn, bóng đèn luôn đúng không anh? Sau này mình sẽ đi bóng đèn ở đây, ở phòng hết luôn ha. Nhà vệ sinh là tổng cộng anh Hợp đi là 6.535.000 đồng. Nhà vệ sinh này bao gồm những cái hạng mục như là nâng lại, nâng cái phần nhà vệ sinh cho nó bằng cái phần sàn nước. Tí xíu nữa hỏi tại sao đăng thì Bùi Hồ sẽ nói cô bác anh chị biết luôn ha. Và lót gạch nhà sau nè, rồi nâng mái là 18.630.000 đồng. Nâng mái là nâng cho nó cao lên. Và phần sau là cái phần dán á, nên là nữ là mình sẽ lót simbo giống như nhà anh Út Nhất. Lót simbo lại rồi sau đó đổ xi măng và sẽ dán gạch lên. Gạch thì nó có thể là nó sẽ trùng với lại gạch nhà trước này để cho nó đẹp luôn anh Hợp. Vậy tổng cộng cái số tiền mà anh Hợp thợ sắt, anh Hợp thợ hồ là 39.573.000 đồng. Đó là số tiền của anh Hợp. Hôm qua mà anh Hợp, những ngày trước thì anh Hợp cũng đã có dự toán và tính gồm bao gồm cả công thợ, gọi là trọn gói luôn cô bác anh chị. Đó là phần thợ hồ. Ở thì các anh em cũng sẽ để những cái hạng mục này lên cho cô bác anh chị có thể biết được và có thể thống kê nó rõ ràng. Và phần tí xíu nó ra sao thì có nhờ anh Hợp chia sẻ tí xíu ha. Tiếp theo là cái phần của anh Vũ thợ sắt. Trước đây thì Út Đồng Tháp có làm, nhưng mà thấy cái phần cửa này, tại vì mình đi ngang tự nhiên mình cũng quên đi cái phần cửa, nên Út Đồng Tháp cũng đã có thống kê lại. Và phần thiếu phần cửa sắt thì cửa Đài Loan á, cái cửa mà kéo ra kéo vô cho nó rộng ngôi nhà là 7.020.000 đồng. Hai là phần cửa sổ. Ở đây thì mình thấy ở đây là có tổng cộng là 4 cái cửa sổ, nhưng mà mình chỉ làm hai cái cửa sổ bên đây. Còn nữa có thể là mình sẽ trám bên đây lại luôn hả anh Dục? Anh Hợp trám bên đây lại cho nó bích luôn cũng được. Hoặc là nếu như sao là dư thì mình sẽ làm hai cửa sổ này. Và hiện nay thì anh Vũ chỉ tính hai cái cửa sổ, mỗi một cửa sổ là 600.000 đồng. Hai cái cửa sổ bên đây là 1.200.000 đồng. Đó là cái cửa kéo, cửa lùa, vừa lén sáng được mà vừa chống mưa luôn. Và cái phòng, bây giờ mời cô bác quý chị vô đây ha. Cái phòng này là anh Vũ làm bằng chất liệu gì anh Vũ ơi? Cái này em làm bằng mấy cái miếng giống như alu, giả gỗ vậy. Alu, giả đá vậy. Đó. Cô bác quý chị thấy điện ghê không? Trong phòng chỉ có cái bóng đèn ngủ không hả? Đây là một cái phòng mà gọi là ngăn vắt giữa phòng khách và phần sau của ngôi nhà, chứ chưa gọi là cái phòng. Dạ. Phòng thì nó phải có cửa kín đáo hơn. Và anh Vũ sẽ làm alu giả đá. Nó giống như là đá granite của mình đúng không anh Vũ? Đúng rồi. Giống như là đá granite mà nó sáng. Thì cái phần vách phòng này anh Vũ là tính là 1.800.000 đồng. Dạ. Gồm luôn cả cái phần cửa. Dạ. Và thứ hai là cái phần tôn nóc này thì anh sẽ thay bao nhiêu anh? Phải nói cho cô bác anh chị biết. Thay nguyên cái tấm tôn dài từ đây ra mà sao á. Là bao nhiêu mét anh? Cái này là nó 13 mét, chứ mình nấu thêm 3 mét ở trước nữa. Ủa 2 mét ở trước. Vậy là một tấm tôn dài với lại nấu ngoài trước nữa. Thêm 2 mét và 3 tấm. Em thấy cái bằng hai máy này gọi là hai máy lửng, không phải gọi là hai máy ấy mà nó kiểu là nó hơi, mình không biết diễn tả làm sao á, nhưng mà có thể là mình sẽ nâng lên thành một máy dựng. Từ trước tới sau mình sẽ sửa cái kết cấu cái phần mái của ngôi nhà lại. Tại vì ngôi nhà này nó không ra một mái mà cũng không ra hai mái, nó chấp phá, nó ngộ ngộ lắm. Thì cái phần tôn nóc là tiền anh Vũ tính công thợ rồi luôn là 2.280.000 đồng. Dạ. Tiếp theo là cái phần nhà tắm. Cái phần nhà tắm là nhà vệ sinh á, thì cô bác anh chị sẽ nói rằng là tại sao cái nhà này á lại
một cái nhà tắm nhưng mà có hai cái hạng mục, có nghĩa là anh thợ sắt với anh thợ hồ luôn. Thì nhà tắm là anh Vũ sẽ làm. Em làm phần trên. Có người đi hả? Có người đi. Quay nhìn tôi. Quay luôn kìa. Tắp đó ra giùm em đi. Xúc xong chưa? Đây chưa? Cái phần nhà tắm này á thì một cái ngôi nhà tắm nhưng mà có hai anh thợ làm, thành ở tổng cộng nhà vệ sinh mà anh hợp là 6.535.000 đồng, còn anh Vũ là 2.630.000 đồng. Anh lúc trước á thì Út Đồng Tháp của bạn với lại anh Hợp gần á sẽ xây thẳng lên luôn, đóng la phong lên luôn. Tuy nhiên á anh Hợp kết cấu mà cái phần những cái hố ga nó đi như thế nào và hiện nay thì nó có rộng hay không và hiện bao lâu thì nó sẽ đầy, nếu như mà hư thì mình sẽ gia cố nó như thế nào, nên anh Hợp sẽ làm lại một cái hạng mục, đó là nâng ở tầng ở dưới bằng cái mặt này nè, đó bằng cái mặt của cái này, rồi sau đó là dán gạch lên, đổ một cái miếng đan bê tông 3 mét, bề ngang 3 mét hay là hợp một dây bề dài 3 mét, ngang 1,5 mét là dạ tới bên đây luôn, là bước xuống nâng lên, để tại vì ở trong nhà này có bà cụ á thì bà cụ chân rất là yếu, bước xuống những cái bậc tam cấp như thế này á khớp á nó của người già đôi khi bị sụm xuống luôn, nên cách tốt nhất là sẽ nâng lên. Và cái bồn cầu thì sẽ làm một cái bồn cầu khoảng 400.000, làm bồn cầu mới luôn. Và cái phần đó là phần của phần thợ hồ, còn phần thợ sắt á thì anh Vũ sẽ làm cái phần này, khung sắt này làm bằng tôn. Tại sao thì lại không làm giống như nhà ông Nhất thì chia sẻ với cô bác anh chị, do cái phần hố ga không có kiên cố á, nên thành thử nếu như mà làm nhà ông Nhất mà cái phần hố ga dưới nó xảy ra sự cố thì không biết sửa như thế nào, nên cách tốt nhất á là mình sẽ làm ở trên này bằng tôn đó. Thì tổng cộng cái phần nhà này thì nó khoảng 6.500.000 với lại khoảng 9.000.000 đó, nguyên cái phần nhà này gồm thợ sắt và thợ hồ luôn khoảng 9.000.000. Đó là những cái hạng mục mà anh thợ sắt với anh thợ hồ sẽ thực hiện, tổng cộng cái chi phí là 73.073.000 đồng. Đây là của chị Tẩn ở Phi Châu hay Đồng Tháp ha. Thật ra là hôm nay thì tại vì làm mạng xã hội nó khó lắm. Nó khó vì cái việc mà mình sẽ trao đổi và mình sẽ những cái hạng mục nào nó rõ ràng. Và Út Đồng Tháp thì đây là ngôi nhà đầu tiên nên sẽ không khỏi bỡ ngỡ, mà rất là nhiều những cái phán xét cho rằng là nó chưa được suôn sẻ đó. Thì ngôi xây ngôi nhà mới này nên mình sẽ chia sẻ những cái hạng mục nào là cần làm và hạng mục nào vì sao lại không làm, để cho cô bác quý anh chị mà cái công trình này thông tin với cô bác quý anh chị là Bùi Hồ chỉ chia sẻ dùm cho kênh Út Đồng Tháp. Và để có thêm động lực thì mong cô bác quý anh chị có thể cùng đăng ký kênh anh Một Đồng với Út Đồng Tháp, để cho các anh có thêm những cái động lực, những cái phương hướng phấn đấu hơn. Tại vì đây là những người nông dân thực thụ, ngoài đi quay YouTube ra cũng phải đi làm lúa nữa, nên thành thử là rất mong những cái động lực like, chia sẻ và những đăng ký kênh của cô bác anh chị, đó là một niềm an ủi lớn lao cho các anh em. Bùi Hồ thì coi như là không có làm lúa, thời gian nghỉ đi dạy, bây giờ không thì chia sẻ để cho cô bác anh chị hiểu thêm ha. Anh Hợp với anh Vũ ơi, chắc có lẽ đến cái công đoạn tiếp theo mà quan trọng không kém phần chia sẻ những cái hạng mục như thế này là chắc nhờ Út Đồng Tháp sẽ trao cái phần tiền ứng lại cho các anh. Phan em coi như là cho anh hỏi một tí. Em hà công báo ấy gì, công bố lại cái cửa sắt của anh Vũ. Anh Vũ, cái cửa sắt thì sớm em chưa có thông báo cửa Đài Loan là bao nhiêu tiền, là tổng số tiền của anh Vũ là bao nhiêu? Tổng số tiền của anh Vũ là 35.500.000 đồng, còn của anh Hợp là 39.573.000 đồng. Cái phần cửa Đài Loan là 7.020.000 đồng. Vâng, các anh em sẽ để cái danh mục hạng mục làm á kể trên màn hình cho cô bác của anh chị. Và nhớ cô bác của anh chị, dù sao đi nữa ai mới thì nó cũng có những lúc khó khăn ban đầu, những cái like share chia sẻ là động lực cho các anh em để đi tìm đến những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo ha. Cảm ơn anh Một Đồng đã nhắc nhở cho em, và chắc có lẽ là mình sẽ ra ngoài trước tìm một cái không gian nào đó để cho Út Đồng Tháp gửi tiền cho hai anh thợ ha. Đi. Dạ thì tổng cái hạng mục mà anh Hợp đã làm nhà của bên vợ chồng anh Tú á thì là 39.573.000. Em sẽ gửi cọc cho anh 20.000.000. Anh đếm lại giùm em đi anh. Em có đếm sẵn rồi. Thank you.
đúng. Dạ, đúng. Dạ còn thì cái thằng của bên Vũ Thỏa Sắt á, dạ, tổng cộng là 33.500.000. Dạ. Thì ông sẽ gửi cho Vũ là tiền cọc là 20 triệu đồng. Dạ. Ứng trước tiền tạm ứng là 20 triệu đồng. Dạ thì bắt đầu là ngày mùng 9 là mấy anh em mình là tiến hành làm ha. Ngày mấy tây? Mùng 9. À, vậy là bắt đầu là ngày 24 tây thì mấy anh em sẽ tiến hành làm lại cái căn nhà của bên vợ anh Tú. Thì đến đây Út cũng chân thành cảm ơn chị Tửng ở Phi Châu đã đồng hành ủng hộ gia đình của anh Tú được làm mới lại căn nhà. Thì em cũng xin chúc cho chị là được dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc. Cũng cảm ơn mấy anh em đã hỗ trợ cho anh Vũ nói cái anh Vũ chính hợp đó. Em cũng cảm ơn chị Tửng ở Châu Phi á anh Đốc. À, Châu Phi. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều để có ủng hộ nhà của vợ chồng của anh Tú. Dạ, em cũng chúc cho chị giàu giàu sức khỏe. Bao lâu mới xong anh Vũ rồi? Cái hạng mục của em chắc cỡ 3 ngày à. À. Có anh Hợp không biết bao lâu rồi em không gặp. À, có anh Hợp tên thì... Chị Tấn ở Phi Châu anh. Ừ. Cảm ơn chị Tấn ở Phi Châu. Cũng hỗ trợ cái nhà cho mà hai vợ chồng của Tú. Cũng bên Hợp cũng có công an việc làm. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì bữa nay là 22 tây đúng không? Thì 2 ngày nữa mình sẽ khởi công là 24 tây. Thì 24 tháng 8 mình sẽ khởi công. Thì khoảng công trình của anh Hợp là khoảng bao lâu mới hoàn thành? Mình chắc khoảng tuần lễ trở lại bây giờ. Tại có B làm B hay không? Khoảng 1 tháng 9 à, khoảng 1 tháng 9 lấy. 22 không tới. Rồi có nghĩa là hoàn thành trong cái tháng 8 luôn. Dạ. Cố gắng tranh thủ làm để đối với anh làm như thế này thì có gặp khó khăn gì không? Không có gì bình thường. Cái ngôi nhà làm thiện nguyện như thế này thì đối với anh thì nó có thiệt thòi gì cho anh lắm không? Hay là như thế nào? Tại vì em biết mà khi mà thợ mà chia sẻ những cái hạng mục như thế này á thì cũng còn rất là nhiều thợ khác có thể là đang xem và họ sẽ cũng đã đang làm những cái công trình khác, thì đối với anh thì nó có ngại không? Nói chung làm mà thì có công việc làm nó cũng tương đối thôi, mà cái nó vui, nói chung là nó vui. Dạ. Đôi khi anh Hợp chia sẻ với anh Vũ chia sẻ mà mình thấy thương là gì nè, làm lên mạng thì nhiều người nói lắm, được thì thôi, còn không được thì bàn ra tán vào thấy nó nhức tai lắm. Còn làm bình thường ở ngoài một cái công trình ngoài bình thường á, chủ nhà ưng ý là xong rồi. Dạ. Còn làm nhà cho xã hội thì phải nói hàng ngàn, hàng trăm phán xét và hàng ngàn bình luận thì nó không tránh khỏi những cái nặng đầu lắm. Nên nói chung là đối với những người thợ phải nói lên mạng là có những đôi khi là các anh thợ cũng đâu muốn lên mạng đâu. Vì lên mạng là hàng ngàn lời phán xét và họ cho rằng là đúng. Nhưng mà ở trong một cái giới hạn của nhất định, các anh thợ làm cũng phải có dư ra lời, đồng lời để nuôi vợ con nè. Và có dư đồng lời để mà có thể nuôi những người mà cùng làm đồng hành chung với ảnh á. Và ở mỗi cái vùng địa lý khác nhau, mỗi tỉnh khác nhau thì cái tiền thợ thuê á, họ người làm công nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là ở Sài Gòn thì một công thợ hộ ngày là 500. Nhưng mà ở đây thì ngày nó khoảng 350, nó rẻ hơn đi xíu. Ví dụ vậy thì những cái góp ý của cô bác của anh chị cho các anh em mong là có thể nào nó góp ý một cách cho tình thương bình thường đi xíu cho mấy ông thợ cũng đau đầu lắm. Rồi, tới Út Đồng Tháp nói đi, ngày sau đó chia sẻ với gia đình. Nói với mấy ông thợ gì đi. Dạ thì cũng chân thành cảm ơn anh Hợp với lại Vũ thì cũng đã đồng hành với mấy anh em. Dạ. Thì trước đây làm nhà của Húc Dứt á thì rất nhiều cô chú anh chị trong và ngoài nước cũng ngợi khen anh Hợp với lại anh Vũ là làm việc rất là có tâm và làm chắc chắn, làm đẹp tuyệt vời. Dạ. Thôi bây giờ thì cảm ơn hai ông chủ thầu
chủ thầu ở trên mạng đó. Thì cảm ơn, chúc các anh luôn có sức khỏe và sẽ công trình mình sẽ sớm hoàn thành theo như dự định ban đầu ha. Dạ, theo anh Hợp á, thì anh thấy một cái căn nhà ở đây gồm là 5 thành viên, cuộc sống trong gia đình và anh đã tới lui cũng như là đo nhà để mà nâng cấp lên á, thì anh thấy gia đình ở đây là mình xứng đáng để nhận cái món quà này không? Không, rất xứng đáng được nhận, tại vì bây giờ là 5 thành viên mà làm không có ra tiền được gì hết á, chỉ có lặt cây chổi, lặt chút chổi một ngày được có mấy chục ngàn hay gì. Vậy là xứng đáng để nhận khi sau này bệnh hoạn không biết sao nữa, mình thấy khẩu chứ mất chị. Thật sự mà nói thì em cái ngày mà là em lên báo tin là ngày mùng 9 các nhà anh Hợp thì em cũng rất là cảm động với gia đình. Thì khi nhận được tin thì gia đình rất là vui, niềm vui đôi lúc là cũng khó tả lắm anh. Mình có ngôi nhà mình còn vui nói chuyện với anh. Thôi thì chắc có lẽ là cho các anh thợ trở về lại còn điều hành những người làm công cho các anh đó kìa. Mai mốt gì gặp lại, bây giờ mình sẽ gặp gia đình trước đi ha. Dạ, rồi, cũng cảm ơn mấy anh em ha. Dạ. Út Đồng Tháp thì cũng đã lên nhiều rồi. Mà con em với lại một đồng mới lên lần đầu tiên để mà gặp tại gia đình mình như thế này. Trong cái gia đình của mình thì tất cả đều gọi là chỉ lao động nhẹ thôi, kiếm ít đồng lương để mà sinh sống qua ngày. Thì chắc có lẽ là bà cụ là năm nay bao nhiêu rồi bà? 71 tuổi rồi. Con nghe nói ngôi nhà của mình là trước đây được nhà nước hỗ trợ cho hả? Dạ. Hiện nay ngày bà chuốt chổi là được nhiêu tiền? Chuốt thì nó căng 1 ký 15 ngàn. 15 ngàn. Hôm nay thấy mấy ông thợ cứ đi vòng vòng ngôi nhà của mình hoài, mình thấy mình khó chịu không? Cũng vui lắm chứ đâu có khó gì đâu. Được là mừng lắm rồi. Được là mừng lắm rồi. Mấy ổng đi chi bà biết không? Đi coi đặng mà làm cho căn nhà này đẹp. Dạ. Mừng lắm. Rồi ông cụ mất lâu chưa? Nay là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Ông cụ mất 4 năm rồi thì bây giờ mình mới sửa lại cái ngôi nhà của mình. Cái cảm giác của bà như thế nào? Quá mừng, nghe được cái nhà là mừng, quá mừng rồi. Dạ, quá mừng rồi. Biết người ta làm gì cái ngôi nhà của mình không? Cũng không biết luôn. Đâu có biết được. Đâu có cái bây giờ. Cái đó thì thợ làm chứ đâu có hiểu được đâu. Thật ra đối với bà cụ bây giờ là chỉ cần là đồng ra đồng vô để mà sinh sống qua ngày thôi. Chứ việc mà có một cái ngôi nhà mà nó khang trang hơn một tí xíu thì đó là một điều không tưởng thôi. Tại vì với 15 ngàn đồng mà biết khi nào mà cất được một cái ngôi nhà. Cũng như Bùi Hồ với lại Út Đồng Tháo có chia sẻ với cô bác của anh chị á, ngôi nhà này nè, phần gạch nó cũng còn khá là đẹp. Tuy nhiên những người thành viên ở trong gia đình đó thì vì cái cuộc sống mưu sinh, vì một số yếu tố khác nữa mà ngôi nhà nó chưa được sạch sẽ tí xíu thôi. Nhưng mà sau này có ngôi nhà mới thì chắc có lẽ là sẽ vui hơn nhiều. À, chị Thơm. Dạ. Nay các nhà mừng không? Mừng. Mừng. Mừng, cảm ơn anh chú nhiều. Cảm ơn. Mừng sao nói nghe coi. Mừng cho nhà đẹp lại. Mừng. Mừng cho nhà đẹp lại mừng. À, có nhà mừng hay là có tiền mừng hơn? Có nhà mừng. Bây giờ cho tiền với lại cho nhà chịu nào? Nhà. Vì sao? Nhà. Nhà. Vậy là thích ngôi nhà không thích tiền. Đúng không? Dạ đúng. À, vậy là chị Thơm là chị thích. Sao thích ngôi nhà? Thích ngôi nhà cho con mình ở cho nó im hay sao? Cho con ở im. À dạ. À. Còn anh Tú? À, cũng như là thích cái ngôi nhà mà để mà anh qua đây để mà anh ban tặng cho gia đình của em. Tụi em thì đâu có ban tặng gì được đâu. Hết anh bển qua mà để tặng cho gia đình của con em. Con đi vô đá, để mà xây nhà lên vui. Dạ. Vài ngày nữa là người ta dỡ nhà ra là mình ở trong nhà mình không có chỗ ngủ kìa. Dạ. Nhà không có chỗ ngủ, em đi ra ngoài sau nó ngủ. Căn nhà ngoài sau á. Em nghe nói là anh ước như ngôi nhà tới 10 tầng chứ hả? Đâu có, tại cái kiểu như mình, cái tánh mình vui vẻ, mình nói chơi với... Chứ nói thiệt là sao? Nói thiệt thì không dám nói. Không dám nói, còn nói chơi là dám. Dạ, nói chơi với đâu có dám. Đâu nói chơi nãy nói sao đâu? Nói chơi là để mà... mình cũng như nói chơi là đùa giỡn cho nó vui, là mình nói
bộ cắt nhà hai ba mười mấy tầng như đó, mình giả bộ mình nói gì thôi chứ họ tới ra không dám nói gì vậy. Lên trên mạng rồi nói gì không được. Giả bộ mình nói chơi với anh em thôi chứ họ tới ra không dám. Còn bây giờ thực tế nói thử thực tế cho nghe chơi coi. Học tới ra nói với chơi là cũng như là giúp đỡ cho xây căn nhà gì thôi, cho đẹp gì thôi chứ không biết. Chứ bây giờ mình ước mơ vài chục tầng cũng đâu có đâu hả? Dạ, không có. Bây giờ cho anh ở anh với chị ở ngôi nhà vài chục tầng cho ba mẹ ở nhà này chịu không? Dạ, như xây căn nhà lên để cho nó cao gáo lên để mà cho đẹp. Chứ mình không có ước vài chục tầng ha? Dạ, để mà mình ngắm nhìn cho đẹp vậy thôi. Rồi muốn nói lời nào với mấy chị không? Dạ, cảm ơn mấy chị ở nước ở Châu Phi để mà gửi qua đây để mà giúp đỡ cho em. Hình như là chị Tửng ở Kansa đúng không? Đúng rồi, chị Tửng ở Kansa. Kansa ở Châu Phi. Có muốn gặp chị không? Dạ muốn. Muốn gặp chị để làm gì? Để mà nhắn gửi và cảm ơn chị. Rồi sao nữa? Cảm ơn chị rất là vui vẻ để mà giúp đỡ cho gia đình của em. Không lẽ là gặp rồi cảm ơn không? Không có mời ly cà phê nào sao? Dạ, để bữa nào để mà dẫn bà lên chợ ăn dĩa cơm nhà hàng. Ồ, có tiền không ăn dĩa cơm nhà hàng? Đâu có dĩa cơm, có nhiêu đâu rồi. Hả? Dòng dĩa cơm đâu có đáng giá. 50. Dạ. 500. Dạ, đưa bà 100 ngàn có ăn dĩa cơm cái no. 100 ngàn có ăn cái no. Dạ. Ăn nhà hàng dĩa cơm 100 ngàn. Dạ. Dữ ha. Dạ. Rồi làm gì nữa? Thì cũng mời bà đi ăn cơm chứ. Có uống cà phê gì không? Dạ, mời bà ăn cơm dơ bà chai nước uống vậy khác. Có mời chị đi ra ngoài sông hóng gió không? Dạ. Cho con người mình nó thoải mái á. Để mà mình mua cái máy quạt để mà tặng bà. Chứ giờ hóng gió không được hả? Mua máy quạt tặng cho bà, quạt cho bà khỏe được. Thì khỏe anh chị? Khỏe để cho bà nghỉ ngơi, để cho bà nhớ cái bộ não lên để mà bà giúp đỡ cho gia đình của mình. Nhớ cái bộ não là sao? À, động não lên để mà cho bà nhớ là công việc của gia đình của em nghèo đó. Để mà ở bển bà gỡ tiền đô qua vậy. Mua cái quạt mà đòi tiền đô. Để cho bà nhớ lại chuyện này để giúp đỡ cho gia đình của mình. Là nói lại cái câu coi, mua cái quạt làm gì nói lại. Để cho bà nghỉ ngơi, để cho khỏe, để mà bà nhớ lại công việc này việc nọ, để mà bà giúp đỡ lại cho gia đình của em vậy đó. Đăng bán chi nữa? Hả? Đăng bà gỡ gì về? Để mà bà gỡ tiền đô qua cho mình vậy. Gỡ tiền đô qua làm gì? Bà thấy mình vui vẻ này nọ đó, bà cũng gửi tiền đô qua để mà cho giúp đỡ cho gia đình của em. Thôi vậy nhắn đi cho chị gửi tiền đô qua. Nhắn với chị đi. Chị đang nghe đó, chị Tửng. Chị Tửng ở Kansa, Phi Châu. Ở Châu Phi là được rồi. Cảm ơn chị Tửng ở nước Châu Phi. Để mà gửi đồ qua cho em. Muốn nhiêu nói. Khoảng 20 đô. 20 đô. Chứ nhiều dữ vậy. Mà nói cái giá cả bao nhiêu nó đi cho nó vui. Chứ bà cho mình nhận không? Thì mình giả bộ mình nói vậy, mình cũng như cái chuyện không có mà giả tỷ mình đặt diện ra mình nói giả bộ nói 20 đô. Chứ thật ra là mình muốn có không? Dạ. Chứ thật ra muốn có 20 đô không? Thì mình muốn nói giỡn chơi với bà nói 20 đô. Mình cũng như mình chuyện không có mà mình đặt chuyện ra mình nói như vậy. Mình đặt chuyện ra tội chết trời. Thì mình đặt chuyện ra mình nói đùa giỡn với bà vậy nó mới sự vui. Nhưng mà bà không biết là bà tưởng thiệt rồi bà buồn sao? Vậy mình cũng mình nói xin cảm ơn bà. Thôi nói là chúc mấy chị đi. Chúc chị ở bển mạnh khỏe. Rồi sao nữa? Chúc nhiều vô đi chứ chúc ngắn quá chị. Mà nghe không? Vô ngắn vậy đó. Tiếp. Vô mánh để cho con người mình nó vui vẻ lên chứ. Vô mánh là gì em không hiểu từ đó luôn á. Vô mánh là cũng như là vô tiền. Vô mánh là vô tiền. Sao mình không nói vô tiền mà mình nói vô mánh? Vô cũng như là vô tiền đô ào ào. Vô tiền đô ào ào. Đừng chi, đừng gửi về cho anh hả? Để cho con người của mình nó vui sướng. Vui sướng. Sao biết vô tiền đô là vui sướng? Vui sướng trong cuộc sống. Cũng như cầm tiền bỏ túi quá nhiều đó, mình vui sướng. Anh nói với em á là cầm tiền nhiều là con người mình nó cũng không được yên ổn nữa. Mà sao giá cho chị vô tiền nhiều? Vô tiền để cho bà vui sướng trong cuộc sống. Bà cầm tiền nhiều được không? Dạ được. Còn anh? Em 20 đô
Ừ, chơi cầm nhiều không được đúng không? Dạ, 20 đô. Cầm nhiều là nó bị gì? Như mình cầm nhiều thì nó hơi rung. Hơi rung? Sao rung? Rung giống như cầm tiền nhiều quá, hồi nào giờ bị mình nghèo rồi nó gặp đó. Giờ gặp tiền chứ mình hơi rung. Lý do? Giống như số tiền lớn đó, mình cầm quá mình cũng rung đó. Lo sợ điều gì mà gông? Mình có tiền để mà mình đi đi chơi đó. Đi đồ này đồ kia để mình tham quan tí nào. Thôi có nhà mới rồi, cố gắng ở nhà với vợ. Thầy phụ vợ nghe chưa? Dạ. Vợ thương là vợ mới kêu ở nhà đó. Không đi là tôi bỏ đó. Đi là chị Thơm bỏ luôn á. Kiếm khác đừng bao giờ. Đừng bao giờ hối hận. Đừng vô hận. Thấy ta đẹp cái thấy ta vậy dọn đẹp hơn đúng rồi. thấy ta vậy cái ta chưa dọn ta lo chăm sóc mô dẫn vợ đi nha, không dẫn thì anh chịu bỏ dẫn vợ đi, không dẫn vợ đi ăn hay vui vui, bỏ đừng bao giờ hối hận ha. Dạ đúng rồi, nhớ nghe chưa. Hiếu gì bằng ông ấy, mình đâu bằng ông. Sao hiếu gì bằng ông ấy, hiếu gì đàn ông, có mình ông là đàn ông hay gì. Hiếu gì bằng ông, phải mình anh bằng ông. Không phải mình ông đàn ông, ta còn đẹp trai nhóc, tại ta chưa dọn lên, ta còn chăm sóc con. Con gái trời con không dọn hơn dọn rồi có nó xui gì. Như hoa hậu luôn. Ca sĩ. Hơn ca sĩ. Hơn ca sĩ. Mà ca sĩ chưa trồng gắn nha. Có trồng gắn rồi cũng đẹp rồi. Đúng rồi. Lúc đó đừng có hối hận. Rồi sao vợ nói vậy buồn không? Dạ vui. Xin nghĩ là sao vui? Vui mà để mà gặp ba anh em của con vợ nói vậy kìa, ba anh em để đó một bên đi hả? Tính sao nói đi, tính sao nói đi, có như là ở đây để mà coi chừng nhà, để mà nhà mới với vợ, để mà khiên đồ ra tiếp anh em của mình vậy đó. Nhà mới ở với vợ, nhà mới ở với vợ kìa. Dạ. Rồi nói coi ở nhà mới này đi, để mà coi chừng nhà cửa với vợ mình, có nhà mới là ở với vợ. Rồi anh Bức, thông tin với cô bác của anh chị là có cô Vân ở Mỹ vẫn có gửi một cái phần quà cho gia đình là 100 đô. Nhưng mà sao để cất nhà xong đi, tại vì mua một số đồ cho bé nữa rồi gửi tiền cho anh Bức nữa, nên là nữa sau cất nhà xong á thì sẽ trao cho anh luôn cho nó tiền thể, tại mua sữa mua quà nào cho bé nữa. Anh Bức ơi vui không? Vui. Vui thì sao, nói cho mọi người nghe với. Nói là đâu biết đâu, nói có mình chị là với anh này hồi anh không biết rồi đúng không, anh không biết à. Bây giờ chị Thơm nói đi, nó cảm chị ơn đi không, cảm ơn gì chị Tửng, chị Tửng ở châu Phi, ở châu Phi cũng vui vẻ lên mừng cũng khá dạ mạnh giỏi. Sao nữa chị? Rồi hết rồi nhiêu rồi. Có cái gì để gửi đến quý vị khán giả cho vui vui một chút xíu không? Dạ. Cái cầu dừa đó gì? Có bài hát nào mới không? Có mấy đường quan bản mới đường quan, bản là bản gì? Hát cho khán giả lấy chồng nhãn rồng chim quay chim nguyên quầy với chim nguyên phải không? Rồi vô càng lớn lên lớn lên nghe chim quầy ăn trái quay nhãn lồng hơi cô bạn mình ơi xong hay không hay giờ hát hay không, vỗ tay lên anh kìa. Giờ chị hát về con chim gì vậy? Qua tụi chim tí con chim quay giống như con cút quay quá hả, người ta con chim quyên mà kêu con chim quay. Là con chim én bay. Ông nói hồi ra con chim cút quay luôn á. Ca đi không ca. Má ơi đừng gả con xe chứ muốn biết nhà má đâu. Nhà má tên đám dâu, đám đậu, đào cầu ngó qua. Ngó qua đám bắp đậu cầu, đám dưa, tủ nụ, đám cà, tủ ông. Hay thôi, quá. Hay quá. À, hay. Thôi vậy là gia đình của mình là một hai ngày nữa thì thợ sẽ lợi dỡ nhà ra. Kiếm một cái nơi nào đó mình che kín đáo lại mình ở và để cắt nhà mới ha. Chúc mừng gia đình mình. Và một lần nữa chắc Út Đồng Tháp nói lời chào kết thúc clip đi. Dạ thì một lần nữa Út cũng chân thành cảm ơn chị Tửng ở châu Phi đã ủng hộ làm lại nhà của gia đình của anh Tú. Thì em cũng xin chúc chị được dồi dào sức khỏe là thành công trong công việc. Và chân thành hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video clip sau ạ.
Rồi, chào cả nhà mình ha. Dạ. Bye bye. Bye bye. Bye bye con Tú ơi. Bye bye chú mẹ. Vui vẻ lên.